Nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch mùa vàng năm 2024, mới đây, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ mừng cơm mới của người Mông tại đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tẩn. Lễ mừng cơm mới là một nghi lễ đặc biệt của người Mông được tổ chức vào mùa lúa chín để tỏ lòng biết ơn tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho các gia đình một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no hạnh phúc. Đồng thời thể hiện lòng hiếu thuận của con cháu với ông bà tổ tiên. Đó là nét đẹp trong truyền thống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, nó còn là một nghi lễ cơ bản mà bất cứ người con trai nào của gia đình, dòng họ khi trưởng thành cũng đều phải biết để gọi mời tổ tiên về thưởng thức mùi vị cơm mới. Đồng thời, đây cũng là một nghi thức rất quan trọng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đến năm 2021, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.